chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui. Ngay bây giờ mời quý vị đón xem những thông tin thời tiết chúng tôi vừa cập nhật đầu giờ sáng nay mùng 10 tháng 9. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sáng nay thì người dân nơi đây, đặc biệt đối với những người sống tại các thung lũng hay đèo dốc, sẽ gặp phải hiện tượng sương mù. Trong thời điểm này mà sương mù diễn ra, đó chính là dấu hiệu hứa hẹn một ngày trời quang mây tạnh tại mảnh đất Tây Bắc này. Tuy vậy thì sáng nay khi mà quý vị lưu thông đi lại tại khu vực này, cần hết sức cẩn trọng, giảm tốc độ để đảm bảo an toàn cho bản thân. Ngày hôm nay, toàn bộ miền Bắc sẽ nằm trọn trong trường phân kỳ trên cao, nên khu vực Tây Bắc Bộ trời phổ biến ít mây và có nắng. Nền nhiệt ngày hôm nay sẽ có xu hướng tăng mạnh so với những ngày trước, với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 31 cho đến 33 độ. Thậm chí một số nơi như là Hà Giang hay là Lào Cai còn có mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới ngưỡng là 34 độ. Còn đối với khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây và có nắng, độ ẩm vẫn ở mức cao nên thời tiết khá dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 33 độ. Thưa quý vị, nếu như quý vị ở thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, thì trong suốt cả ngày quý vị có thể được thưởng thức những cơn gió heo may nhẹ nhàng, mang theo không khí mùa thu thật trong lành. Nhiệt độ cao nhất lúc quá trưa ở khoảng 32 cho đến 33 độ mà thôi. Thời tiết rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi du lịch ngoài trời. Tuy vậy thì quý vị cần chú ý về tối và đêm thì nhiệt độ có thể hạ thấp xuống mức từ 22 cho đến 23 độ, nên quý vị cần mang theo áo khoác nhẹ để phòng bị cảm lạnh. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển tới quý vị thông tin thời tiết nguy hiểm trên đất liền và biển. Hiện nay ở trên khu vực giữa Biển Đông đang tồn tại một dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng áp thấp. Vùng biển Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió rất mạnh, tàu thuyền tuyệt đối không nên đi vào vùng biển này. Còn trên đất liền, nhiễu động gió đông trên cao cũng đang phát triển mạnh, cùng với ảnh hưởng của áp thấp trên khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Cùng lúc thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Đợt mưa này sẽ kéo dài trong 2-3 ngày tới. Đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ, hôm nay thời tiết duy trì trạng thái mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi. Riêng ở phía Nam thì từ ngày mai nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Trong khi đó thì đối với các tỉnh Trung Trung Bộ, từ Huế cho đến Quảng Ngãi, do mưa kéo dài nên nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Đối với các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, do nằm ở rìa phía nam của dải hội tụ nhiệt đới nên ít chịu ảnh hưởng của thời tiết. Hôm nay thì vẫn duy trì nắng, nhiệt độ cao hơn các tỉnh Bắc miền Trung và ở mức từ 31 cho đến 33 độ. Đến chiều tối nay thì những cơn mưa rào và dông rải rác có thể xảy ra, thời tiết sẽ trở nên mát mẻ và dễ chịu. Ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây hơn, khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ có sự giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ ở mức từ 31 cho đến 32 độ. Riêng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi cao hơn khoảng 33 độ. Khu vực Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Ngày hôm nay, mưa có thể xuất hiện ngay từ ban trưa. Khi mà gió Tây Nam phát triển mạnh, mây đối lưu hình thành nhanh chóng ở Nam Bộ. Còn tại Tây Nguyên, do kết hợp với điều kiện địa hình, nên mưa sông cũng tăng lên rõ rệt, đạt lượng mưa vừa đến mưa to. Chúng tôi xin lưu ý về các nguy cơ ngập úng tại các đô thị, gió rất mạnh, sông tố lốc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu. Vậy nên quý vị cần hết sức cảnh giác đề phòng. Và ngay từ bây giờ khi mà trời còn khá yên, quý vị có thể chuẩn bị thực phẩm cho cả ngày và lên các phương án đi lại hợp lý cho gia đình để đảm bảo sức khỏe. Còn tại hai quần đảo là quần Hoàng Sa, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc đến bắc, cấp 4, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió rất mạnh. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, với gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Bản tin thời tiết sáng nay đến đây là kết thúc. Chúc quý vị có một ngày làm việc mới thật hiệu quả. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.